Hello, welcome to Huyền English. And today we are going to learn lesson 3, grammar. This is Family and Friends Grade 5 Special Edition. À, hôm nay chúng ta tiếp tục bài số 3 của unit 9 nha các bạn ơi. Unit 9 bài số 3, chúng ta học về ngữ pháp của giáo trình Family and Friends Special Edition. Are you ready? Let's go. Nào, chúng ta mở sách. Các bạn đã mở sách ra chưa nào? Rồi, ở phần 3 này thì chúng ta sẽ học về ngữ pháp. Các bạn sẽ học về những cái giới từ. Đây chính là giới từ nè các bạn. À, đây, sorry các bạn. In next on đúng không nào? Và một số cái từ chỉ thời gian ha, gọi là trạng từ chỉ thời gian. Các bạn nghe và lặp lại theo cô nhé. Listen and repeat. We will go on vacation in a month, Trong một tháng, in 2 weeks, trong 2 tuần nữa, next week, tuần sau, on Monday, vào thứ hai, this evening, tối nay, tomorrow, ngày mai, soon, sớm, later. sau này, lát nữa. Ok. Listening 80. Listen and repeat. Rồi, cái phần nghỉ thì cô đã ghi ra đây cho các bạn rồi nha. We will go on vacation. Các bạn có nhớ will là của thì gì không? Tương lai đơn, đúng rồi. Simple future. Simple future là tương lai đơn. Vậy thì tiếng Việt thì chúng ta dịch là sẽ đó các bạn, sẽ và đây là nghỉ nha. Chúng ta sẽ đi nghỉ mát. Go on vacation là nghỉ, đi nghỉ các bạn. Go on vacation đây là một cái cụm nha, các bạn thuộc cái cụm này cho cô nha. Go on vacation. Go on vacation, đi nghỉ mát. Rồi, vậy thì khi mà chúng ta nói là chúng tôi sẽ đi nghỉ mát trong một tháng nữa, chúng tôi sẽ đi nghỉ mát trong 2 tuần nữa, chúng tôi sẽ đi nghỉ mát vào tuần sau, vậy thì các bạn sẽ dùng những cái cách nói này nè để diễn tả nhé. Nào, listen again, các bạn nghe đọc lại một lần nữa nha. We will go on vacation in a month, Trong một tháng nữa, in 2 weeks, trong 2 tuần nữa, next week, tuần sau, on Monday, vào ngày thứ hai, this evening, tối nay, tomorrow, ngày mai, soon, sớm, later. sau đó, sau này, lát Listening nữa. 80. Rồi, các bạn nhìn cái bức tranh này, các bạn thấy đây là đoạn hội thoại đúng không? Hai câu nói, hai câu câu trò chuyện ha. Của sao? Mẹ và con hả? Hay là chị và em? Rồi, vậy thì cái bạn gái này nè, nói sao? When is our vacation? À, kỳ nghỉ của chúng ta là khi nào? Đây, đây là nghỉ ha. When is our vacation? Các bạn đọc to nào. When is our vacation? Nó là vào 2 tuần nữa. Is in 2 weeks. Các bạn lưu ý cái ngữ điệu của mình nha. Is in 2 weeks. Rồi các bạn thấy có S thì các bạn nhớ xì ra nha. À, không có được bỏ qua cái âm S của tiếng Anh nha. Is in 2 weeks. Rồi, nó là trong 2 tuần nữa thì người ta dùng cái cụm này đúng không? In 2 weeks. Vậy thì nó là trong 1 tháng nữa thì nói sao? Is in a month. Nó là vào tuần sau. Is next week. Đúng rồi, nó là vào ngày thứ hai. Nó là vào tối nay. Đó,
Các bạn gắn cái từ is này và gắn với những cái cụm ở phía bên tay trái này cho cô nha. Được chưa? Những cái cụm này. Các bạn thay vào và các bạn tập nói cho cô. Nó là ngày mai, nói sao nhở? Tomorrow. Không có in đâu nha, không phải cái nào cũng in đâu. Các bạn nhìn nè. In a month, in 2 weeks. Nhưng mà tuần sau thì sẽ không có in. Vào ngày thứ hai là sẽ là dùng on. Tối nay là phải dùng this. Còn ngày mai thì sẽ không có giới từ các bạn ơi. Soon, later cũng vậy. It's soon. Rồi, nó sẽ sớm thôi. Nói sao các bạn? Nó sẽ sớm thôi. Soon. À, it's soon. Rồi, nó là lát nữa hoặc là nó là sau này, nói sao? It's later. It's later. Đó, được chưa? Các bạn gắn cái cụm hay cái cụm này nè bằng những cái từ ở bên tay trái á. Rồi, bạn nào đã viết xong rồi thì chúng ta đọc thêm một lần nữa và chúng ta sẽ qua phần tiếp theo nha. Listen and repeat. We will go on vacation in a month, in 2 weeks, next week, on Monday, this evening, tomorrow, soon. Later. Later hoặc là later gì kiểu đều được các bạn Listen. nha. Later là đọc theo giọng Mỹ, còn later đọc theo giọng Anh nhé. Rồi các bạn viết hai cái câu hỏi và câu trả lời của hai nhân vật này xuống cho cô đi nào. Chép xuống vở đi nào. When is our vacation? It's in 2 weeks. When is our vacation? It's in two months. À, ví dụ trong 2 tháng tới thì sẽ nói là it's in 2 months. Thay cái từ weeks thành months. Được chưa? Rồi, nó là vào tháng sau. It's next month. Ví dụ như vậy. Ha. Nó là vào chủ nhật. It's on Sunday. Nó là vào chiều hôm nay. It's this afternoon. Nó sẽ sớm thôi. It's soon. Sẽ rất là sớm. It's very soon. Ví dụ như vậy. Very soon. Ok. Rồi. Các bạn qua phần 2 hỏi và trả lời nha. Các bạn có những cái cụm này. Tomorrow. Next Monday. This evening. On Saturday. In 3 days. Vậy thì câu hỏi là gì đây? When will we look at the stars? Các bạn nhìn vào đây gọi là cái gì các bạn? Đây có phải là thời khóa biểu không? Yes, timetable, right? This is a timetable. Đây là một cái thời khóa biểu và nó sẽ có những cái sự kiện ở trong đây nè. Đây là một cái tờ lịch chẳng hạn ha. Và người ta đánh dấu, người ta ghi chú những cái sự kiện sẽ xảy ra. Đây là một của một cá nhân nào đó mình không biết. Nè, vậy thì cái người phụ nữ này nè, hỏi sao các bạn? When will we look at the stars? Khi nào chúng ta sẽ gì các bạn? Look at là gì? Nhìn ngắm, đúng rồi. Khi nào chúng ta sẽ nhìn sao, ngắm sao? Được chưa? Khi nào chúng ta sẽ ngắm sao? À, nhìn thấy những ngôi sao đó. À, khi nào chúng ta sẽ nhìn những ngôi sao? Vậy thì các bạn nhìn vào trong cái tờ lịch này thì các bạn sẽ thấy là look at the stars là vào thứ hai thì các bạn sẽ trả lời sao? It's on Monday, được không? It's on Monday. Nhưng mà chúng ta không có trả lời it's on Monday là tại sao các bạn biết không? Tại vì cái tờ lịch này là người ta khoanh tròn cái Monday này, có nghĩa là hôm nay là ngày thứ hai nè. Cái thứ hai này là chính là cái ngày hôm nay. Today, today, hôm nay, được chưa? Vậy thì nếu mà hôm nay là thứ hai và look at the star là
ngắm sao mà trong cái ngày này mà các bạn nhìn sao thì phải mọc vào ban gì? Các bạn nhìn sao vào ban đêm hay là buổi sáng? Đêm. Cho nên chúng ta phải trả lời là this evening, là tối nay. Hiểu không? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hỏi cái sự kiện tiếp theo nè. When will we walk in space? Walk in space. Các bạn phát âm theo cô nha. Walk. Walk. Âm O. Walk in space. Âm S cuối nha. Cái âm S cuối nhớ xì ra cho cô nha. Đuôi CE đọc thành âm S. Rồi, vậy thì đi bộ trong không gian. Khi nào chúng ta sẽ đi bộ trong không gian? Các bạn trả lời sao? Nếu hôm nay là thứ hai mà đi bộ trong không gian là vào ngày thứ ba thì chúng ta trả lời sao các bạn? À đúng rồi, là ngày mai đúng không? Hôm nay là thứ hai thì thứ ba là ngày mai chứ còn gì nữa. Vậy thì các bạn sẽ trả lời là is tomorrow. Có giới từ không các bạn? Không nha, không có in tomorrow nha. Is tomorrow. Được chưa? Is tomorrow. Rồi cô làm mẫu cho các bạn một câu nha. When will we walk in space? Và trả lời là is tomorrow. Rồi các bạn biết cách làm chưa? Vậy thì các bạn hỏi tiếp sự kiện tiếp theo cho cô đi nào. Sự kiện tiếp theo là gì? Fly to Venus. Fly to Venus. Venus là sao gì các bạn? Sao kim hay là sao thủy? Sao thủy hay sao kim? Các bạn kêu sao thủy, các bạn kêu sao kim. Đây là thần vệ nữ ha, thần vệ nữ trong thần thoại Hy Lạp. Còn về thiên văn học thì nó là sao kim nha. Rồi, sao kim. Rồi, nói đi các bạn, khi nào chúng ta sẽ bay đến sao kim? When will we fly to Venus? When will we fly to Venus? Các bạn đọc sao kim nào? Venus. 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 Rồi, khi nào chúng ta sẽ bay đến sao kim? Các bạn thay cái cụm này nè. Walk in space bằng với fly to Venus là xong thôi. Vậy thì sao kim là vào ngày thứ năm, vậy thì chúng ta sẽ trả lời bằng cái cụm thời gian nào ở trên cái ô này các bạn? Tomorrow là cũng xong rồi nè. Trong 3 ngày. Trong 3 ngày nữa đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời là in 3 days. Dễ không các bạn? Rồi hỏi sự kiện tiếp theo cho cô nào. Thứ bảy, Saturday, có sự kiện gì đây? Walk on the moon là gì? Đi bộ trên mặt trăng. Đi bộ trên mặt trăng. Vậy thì hỏi đi nào, khi nào chúng ta sẽ đi bộ trên mặt trăng? Đúng rồi, when will we walk on the moon? When will we walk on the moon? Trả lời nào. Is on Saturday là chính xác luôn. It's on Saturday. Nó là vào thứ bảy. Rồi. The last event, sự kiện cuối cùng là gì các bạn? Go back to Earth. Go back to Earth nghĩa là gì? Quay trở về trái đất. Trở về trái đất. Trở về trái đất hỏi đi. Khi nào chúng ta trở về trái đất? Go back to Earth. Yes. When will we go back to Earth? Now. Trả lời nào. Is. Next Monday. Thứ hai tuần sau. Đúng không? Tại vì hôm nay là thứ hai. Mà qua một cái thứ hai nữa thì có phải là thứ hai tuần sau không? Cho nên là sẽ trả lời là is next Monday. Dễ không các bạn? Rồi, cô biết là cái phần này không có làm khó được các bạn đâu ha. Rồi, chúng ta nhanh tay viết xuống cho cô. Viết xuống vở và trình cho giáo viên xem. Nhiều bạn nói thì được á, nhưng mà khi viết á, nó bị sai. Không biết lý do gì nữa. Viết sai chính tả hoặc là thiếu từ. Rồi, các bạn viết nhanh tay nha. Cô cho các bạn 3 phút để hỏi 5 cái sự kiện này. Câu ví dụ cũng chép luôn cho cô nha. Câu ví dụ này cũng chép luôn. Luyện viết đi nào.
3 phút. Hỏi và đáp 5 cái sự kiện này cho cô mau. Sau đó chúng ta sẽ qua bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 các bạn biết là làm gì đây không? Thay vì hỏi và trả lời thì chúng ta sẽ viết câu. Write sentences. Và viết câu ha. Viết câu là viết thành câu á các bạn ơi. Sentence là câu. Sentences là số nhiều ha, số nhiều. Thì các bạn phát âm là sentences cho cô nha. Write sentences, viết câu về chuyến đi đến mặt trăng. The moon trip, chuyến đi lên mặt trăng nha. The moon trip. Rồi. Ví dụ we will look at the stars this evening. Đó, không có hỏi đáp gì hết á, ghi thẳng ra luôn. We will, chúng ta sẽ. Rồi, cái sự kiện đó thì mình ghi lại thôi. Look at the star là ghi lại nè. Xong sau đó chúng ta sẽ ghi cái thời điểm. Cái trạng từ chỉ thời gian á, đúng không? Là gì? This evening nè. Chúng ta gắn vào sau cuối cho cô nha. Gắn vào cuối câu là xong. We will look at the stars this evening. Đó là cái sự kiện đầu tiên là xong. Sự kiện đầu tiên là xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ viết sự kiện thứ hai nè. We will sao các bạn? We will walk in space tomorrow. Dễ không? Dễ không? Rồi tiếp. We will fly to Venus. Sao Kim? We will fly to Venus in 3 days. Trong 3 ngày nữa nha. Tiếp tục. We will walk on the moon on Saturday. Saturday ghi hoa chữ cái đầu tiên cho cô nhé. Thứ là phải ghi hoa. Rồi sự kiện cuối cùng. We will gì đó các bạn tự ghi ra được không? Có cần cô phải ghi nữa không các bạn? Chắc là không cần cô ghi đâu đúng không? Rồi các bạn ghi đi rồi để giáo viên kiểm tra nha. Vậy thì các bạn lưu ý cái phần này cho cô là sau will là động từ nguyên mẫu là cái thứ nhất, cái thứ hai là những cụm chỉ thời gian á, thì thường nằm ở cuối câu. Nhớ nha, những cụm chỉ thời gian thì thường nằm ở cuối câu các bạn ơi. Rồi bạn nào viết xong rồi thì chúng ta đọc lại, mở miệng nói đi, nói to lên để chúng ta nhớ nào. We will look at the stars this evening. This evening chứ không có in this evening nha. Nhiều bạn đọc lại xong rồi thêm chữ in vào á. Đã có mạo từ là this that gì đó. À không, cái này không phải là mạo từ mà là chỉ định từ hả? Những từ chỉ định như là this, that, these, those thì nó sẽ không đi với giới từ nữa đâu các bạn ơi. Lưu ý nha, this, that, these, those không đi với giới từ. Bạn nào mà thêm vào là in this evening là không có điểm nha. Bị trừ điểm đó. Rồi, tiếp tục nào. We will walk in space tomorrow. Tomorrow cũng không đi với giới từ luôn các bạn ơi. Tomorrow thôi chứ không có in tomorrow nhé. Hay là on tomorrow cũng không có luôn nhé. Rồi, tiếp tục. We will fly to Venus in 3 days. Trong 3 ngày nữa có giới từ in. Trong 2 tháng nữa có giới từ in. Được chưa? In 3 days, in 2 months. Ví dụ như vậy. In 3 years, trong 3 năm nữa. Ví dụ như thế. Rồi, we will walk on the moon on Saturday.
Thứ thì dùng với giới từ on, các bạn nhớ nha. On. On Monday, on Saturday, on Sunday. Rồi, cuối cùng nào. We will go back to Earth. Next Monday. Đúng rồi. Lưu ý next thì không có đi với giới từ nào nữa đâu nha. Không có on next Monday, không có in next Monday, chỉ có next Monday thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát nha. Listen and sing along. Nghe và hát theo nào. A trip to the moon. Một chuyến đi đến mặt trăng. Một chuyến đi đến mặt trăng. A trip to the moon. Listening 81. Listen and sing. A Trip to the Moon. Get in the rocket, we're leaving soon. We're off on a trip to the moon. We'll walk in space. Look at the stars, we're off on a trip to the moon. Tonight we'll eat through a tube, we're off on a trip to the moon. And next week we'll come back to Earth, we're off on a trip to the moon. Listening 81. Listen and sing. A Trip to the Moon. Rồi, cô dịch cái bài hát này cho các bạn nhé. Get in a rocket. Get in the rocket. Get in có nghĩa là đi vào trong. Get in, đi vào. Ví dụ như là get in a car, vào trong một chiếc xe hơi. Get in a plane, vào trong một chiếc máy bay. Ví dụ như vậy. Thì get in cái phương tiện nào đó nha các bạn. Get in, đi vào trong ha. Get in the rocket, đi vào trong tên lửa, đi vào trong phi thuyền. We're leaving soon. Leave là động từ nguyên mẫu. Leaving là cái động từ thêm in á các bạn. Vậy thì các bạn nhớ từ leave nghĩa là gì không? Rời khỏi, đúng rồi, rời đi, lên đường, ý là như vậy. Chúng ta sẽ sớm lên đường, chúng ta sẽ sớm rời đi. We are leaving soon. We are mà cái tắt thì các bạn đọc tắt luôn nhé. We are leaving soon. Chúng ta sẽ sớm lên đường. We are off on a trip to the moon. We are off on a trip có nghĩa là chúng ta sẽ đi trong một cái chuyến đi á, vậy thôi ha. We are off on a trip có nghĩa là kiểu chúng ta sẽ nghỉ nghỉ làm và chúng ta sẽ đi trong một cái chuyến đi chơi thì chúng ta gọi là we are off on a trip. Off on a trip. Off on a trip. Được chưa? Và cái này nó đi với động từ to be nên là we are nhá. We are off on a trip. Chúng ta sẽ lên đường cho một chuyến đi đến mặt trăng. We will walk. Will. Các bạn đọc tắt nào. Will. We'll walk in space and look at the stars. Chúng ta sẽ đi bộ trong không gian và nhìn những ngôi sao, nhìn những vì sao. We're off on a trip to the moon. Chúng ta sẽ lên đường lên đến mặt trăng. Tonight we'll eat through a tube. Tối nay chúng ta sẽ ăn thông qua một cái ống. Eat through a tube. Cái cụm này chúng ta học rồi ha. Ăn thông qua một cái ống. Kiểu như ống hút đó các bạn. Hút thức ăn lỏng. Chứ không ăn thức ăn đặc được. Thức ăn dành cho phi hành gia các bạn. Tonight we'll eat through a tube.
We're off on a trip to the moon. And next week, và tuần sau, next week, tuần sau, we'll come back to Earth. Tuần sau chúng ta sẽ quay trở về trái đất. Come back to, quay trở về, come back to Earth, quay trở về trái đất. We're off on a trip to the moon. Now listen one more time. Các bạn nghe theo lần nữa nha. Get in the rocket, we're leaving soon. We're off on a trip to the moon. We'll walk in space and look at the stars. We're off on a trip to the moon. Tonight we'll eat through a tube. We're off on a trip to the moon. And next week we'll come back to Earth. We're off on a trip to the moon. Rồi các bạn viết xuống cho cô. Viết xuống cho cô những câu cô đánh dấu nè. Các bạn nhanh tay viết xuống nha. Năm câu này. Rồi, năm câu cô đánh dấu sao đó các bạn. Năm câu cô đánh dấu sao các bạn viết xuống mau. Nhanh tay nào. Rồi, 2 phút thôi các bạn nhé, 2 phút. Các bạn nhanh tay nha. Listening 81. Listen and sing. Now. A trip to the moon. Get in the rocket, we're leaving soon. We're off on a trip to the moon. We'll walk in space. And look at the stars. We're off on a trip to the moon. Tonight we'll eat through a tube. We're off on a trip to the moon. And next week we'll come back to Earth. We're off on a trip to the moon. Rồi,
Rồi, cô mời các bạn qua bài số 4 nhé. Lesson 4. Bài số 4 này là chúng ta học về ngữ âm và đánh vần, phonics and spelling. Ngữ âm và đánh vần. Phát âm đó các bạn. Listening 82. Listen and point. Sauce. Sauce. August. August. Jigsaw. 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 Straw. Straw. Listen. Rồi, các bạn lưu ý nè. Mình ghi á là viết cái mặt chữ là chữ A và chữ U đúng không? Chữ A và chữ W đúng không? Nhưng mà khi đọc á thì nó được, nó sẽ phát âm thành chữ O các bạn ạ. À. O, các bạn có nghe được không? Source. Source. August. August. Jigsaw. Jigsaw. Jigsaw là cái câu đố nè bạn, đố mà kiểu ghép hình từng mảnh nè, mảnh ghép chữ ghép như vậy thành một cái hình hoàn chỉnh ha. Thì những cái mảnh ghép mà dạng như là bức tranh mà ghép như vậy á, chúng ta phải ngồi ghép mới tạo thành cái bức tranh hoàn chỉnh, thì cái này gọi là jigsaw các bạn ạ. Straw. Straw là cái ống hút. Ống hút. Ha, kiểu như là ống hút hoặc là cọng rơm. À, nó có nghĩa là cọng rơm mà nó cũng có nghĩa là ống hút nữa. Ống hút mà các bạn uống trà sữa hay là cà phê gì đó. Rồi, ghi nghĩ vào nha. Sauce có nghĩa là sốt. À, các bạn thấy người ta đang đổ sốt lên trên cái tô mì này không các bạn? Đó, thì cái nước sốt này nè gọi là sauce. Các bạn nhớ phát âm S ở cuối cho cô nhé. Cái đuôi CE này đọc thành âm S nè. Sauce. Sauce. Source. Tháng 8. August. August. Câu đố ghép hình. Jigsaw. Jigsaw. Ống hút hoặc là cọng rơm. Straw. Straw. Now, listen again and repeat. Nghe và đọc theo nha. Listen and repeat. Sauce. August. Jigsaw. Straw. Rồi, Listening 82. Mỗi từ viết 3 lần. Viết Listen mỗi từ 3 and lần point. Nào. Tập chép 3 lần. Sauce. August. Jigsaw. Straw. Nghe và đọc theo, viết xuống. Listen and repeat. Sauce. August. Jigsaw. Straw. Listening 82. Listen and point. Sauce. August. Jigsaw. Straw. Phần nghe và đọc, listen and read. Các bạn nghe và đọc theo. Các bạn thấy ở trong đây có từ mới không? Trời, cô dịch trước khi các bạn nghe nha. Sinh nhật của Paul là vào tháng 8. Khi anh ấy thức dậy vào buổi sáng, anh ấy đã nhìn thấy những món quà của mình. Anh ấy có một đồ chơi ghép hình. Câu đố ghép hình ha. Jigsaw puzzle. Puzzle là câu đố. Jigsaw là cái bộ trò chơi ghép hình đó. Vậy thì jigsaw puzzle có nghĩa là cái câu đố ghép hình. For dinner, cho bữa tối, he ate noodles with oyster sauce. Anh ấy đã ăn mì với sốt hàu. Oyster là con hàu, con hàu các bạn, con hàu hay con hàu ha. Sốt hàu, à, sốt kiểu như là sốt dầu hàu hả?
À, các bạn khá hay ăn sốt dầu hào không? Thì cái đó gọi là oyster sauce nha. And had a drink with a straw. Và anh ấy uống nước bằng một cái ống hút. Had a drink with a straw. Uống nước bằng một cái ống hút. In August, vào tháng 8, chị của tôi sẽ bắt đầu đi học. Bắt đầu trường học có nghĩa là bắt đầu quay trở lại trường học đó các bạn, bắt đầu đi học ở trường á. She'll learn to read. À, như vậy là cái này mình không dịch là chị gái mà mình dịch là em gái nhé. Đây nè, đây là em gái nè. Little sister nè, younger sister nè. Rồi, vậy thì tại vì bắt đầu đến trường rồi sẽ học đọc thì chắc là vào lớp 1 đúng không các bạn? Rồi, cô dịch lại nhé. Vào tháng 8, em gái của tôi sẽ bắt đầu đến trường. Cô ấy sẽ học đọc. Cô ấy sẽ vẽ và cô ấy sẽ chơi thể thao. Rồi, các bạn nghe và đọc theo cho cô nào. Listening 83. Listen and read. 1. Paul's birthday was in August. When he woke up in the morning, he saw his presents. He got a big jigsaw puzzle. For dinner, he ate noodles with oyster sauce and had a drink with a straw. 2. In August, my sister will start school. She'll learn to read. She'll draw and she'll play sports. One more time. Các bạn nghe lại một lần nữa nha. Listening 83. Listen and read. 1. Paul's birthday was in August. When he woke up in the morning, he saw his presents. He got a big jigsaw puzzle. For dinner, he ate noodles with oyster sauce and had a drink with a straw. 2. In August, my sister will start school. She'll learn to read. She'll draw and she'll play sports. Listening 83. Listen and read. 1. Paul's birthday was in August. When he woke up in the morning, he saw his presents. He got a big jigsaw puzzle. For dinner, he ate noodles with oyster sauce and had a drink with a straw. 2. In August, my sister will start school. She'll learn to read. She'll draw and she'll play sports. Listening 83. Listen and read. 1. Paul's birthday was in August. When he woke up in the morning, he saw his presents. He got a big jigsaw puzzle. For dinner, he ate noodles with oyster sauce and had a drink with a straw. 2. In August, my sister will start school. She'll learn to read. She'll draw and she'll play sports. Rồi, các bạn lưu ý cái từ walk up này nè, nó là quá khứ của động từ wake up nha. Wake up là thức dậy, được chưa? Wake up, walk up là quá khứ, cột 2 đây là động từ bất quy tắc các bạn. Saw là quá khứ của động từ nào? See, đúng rồi. Ở lưu ý đây có một số động từ bất quy tắc các cô ôn cho các bạn nhé. Got là quá khứ của get. Ate là quá khứ của eat, ăn đúng không? Had là quá khứ của have hoặc là has. Was này là quá khứ của động từ to be, is hoặc là am. Ở đây là nó là is, là quá khứ của is. Paul's birthday thì phải là is chứ đúng không? Quá khứ là was à, có nghĩa là những cái sự việc này là đã xảy ra rồi, người ta kể lại thôi, cho nên phải chia quá khứ đơn các bạn nhé. Rồi ở bên đây thì sao?
Ở bên đây thì lại là thì tương lai đơn các bạn ơi. Đoạn số 1 á là thì quá khứ đơn, đoạn thứ hai là tương lai đơn. À, tương lai đơn cho nên là will cộng với động từ nguyên mẫu, được chưa? Will cộng với động từ nguyên mẫu. Đó, các bạn thấy thì tương lai đơn không? Will cộng với động từ nguyên mẫu. Các bạn nhìn nữa, các bạn nhớ phân biệt thì cho cô nhé. Rồi, bài số 3, chúng ta được yêu cầu làm gì các bạn ơi? Khoanh tròn vào những từ mà nó có cái âm, cái chữ, cái âm O này nè. À, cái mặt chữ là AU và AW, nhưng mà lại đọc thành âm O, đúng không các bạn? Rồi, cái chữ AU này nè, thì chúng ta sẽ tô bằng màu, màu xanh nước biển. Còn cái chữ AW này nè, thì mình tô màu xanh lá các bạn ơi. Cái này dễ, các bạn tự làm nha. Nào, làm nhanh lên nào. Thôi cô cứ khoanh tròn bằng mực đỏ thôi nha. Còn tô màu xanh biển hay xanh lá gì đó thì các bạn tự lấy màu tô nhé. August nè, đúng không nào? Pause thì người ta đã khoanh sẵn cho mình rồi. Saw, jigsaw, sauce, straw. Rồi các bạn coi cô có sót gì không các bạn? August, draw, rồi đúng rồi đó, đủ rồi đó các bạn. Bạn nào mà khoanh như là tô như trên màn hình đó của cô là chính xác nha. Rồi chúng ta qua bài số 4 là chúng ta làm cái gì đây các bạn? Nối và viết ha. Match and write. Nối và viết nào. Cô chỉnh cho nó. Nối và viết. Rồi. August là tháng 8 đúng không? Tháng 8 thì nó có cái âm gì? Cái chữ AU đúng không? AU thì chúng ta nối vào chữ AU. Rồi cái gì nữa? Cái này là chúng ta viết trước rồi nối cho nó dễ nhá. Jigsaw. Cô kiểm tra thì thấy là các bạn làm đúng hết rồi đó. Jigsaw. Cái này là ống hút là gì? Straw. Cái này là cái móng vuốt các bạn ơi. Cái móng vuốt của con chó, con mèo, con gấu gì đó. Vậy thì chúng ta sẽ có cái từ này là paw các bạn nha. Paw. Và cái này là sốt đúng không? Sauce. Sauce. Rồi chúng ta viết xong rồi chúng ta sẽ nối rất là dễ. Nào. Jigsaw, straw, paw, source. Dễ quá đúng không? Cái bạn nam này nói gì vậy các bạn? Let's have a straw and some sauce. Sorry, I have. Tôi có ha. Tôi có mà cô đọc sai thành let's have. Ok, I have. Tôi có. Tôi có một cái ống hút và một ít sốt. Cái từ sauce là nó không đếm được các bạn ơi, sốt là không có đếm được, cho nên cái từ some sauce này các bạn dịch là một ít sốt nha. Some sauce. I have a straw and some sauce. Tôi có một cái ống hút và một ít sốt. Rồi, các bạn nói to câu này lên 3 lần và viết xuống cho cô một lần.
Nói to 3 lần và viết một lần đi nào. Copy down, viết xuống, viết xuống. Rồi, nói lại nhé. I have a straw and some sauce. I have a straw and some sauce. I have a straw and some sauce. Đó, các bạn lặp lại cho cô liên tục như vậy á. Xong sau đó viết xuống. I have a straw and some sauce. So, are you tired? Các bạn mệt chưa? Now, let's have a short break. Chúng ta giải lao tí xíu nha. Let's listen to a song. I can do it. I can do it. Có nghĩa là tôi có thể làm điều đó. Nào, nói đi. I can do it. I can do it. Đây là một cái bài hát về suy nghĩ tích cực. À, có nghĩa là nó nói chúng ta là nó dạy chúng ta là hãy suy nghĩ tích cực. À, đừng có suy nghĩ tiêu cực. Và suy nghĩ tích cực thì trong tiếng Anh chúng ta sẽ nói là positive thinking. Positive thinking, suy nghĩ tích cực, được chưa? Rồi, bài hát về suy nghĩ tích cực. Now. Rồi, đây là cái đoạn điệp khúc nè các bạn. Cái đoạn điệp khúc là thường sẽ là cái đoạn hay nhất ở trong bài hát á. Để cô coi cái đoạn điệp khúc nào hay nhất đâu. Đây, cái đoạn điệp khúc nè. Chorus là điệp khúc. Vậy thì các bạn thấy bốn câu này không các bạn? I can do it. Tôi có thể làm điều đó. I will do it. Tôi sẽ làm điều đó. Never going to stop till I can say I did it. Không bao giờ ngừng lại cho đến khi tôi có thể nói là tôi đã làm được điều đó. Rồi, vậy thì ở đây các bạn nhìn ra là ở đây có mấy thì các bạn biết không? I can do it. Thì hiện tại đơn ha. I will do it. Tôi sẽ làm nó là thì tương lai đơn đúng không? Never going to stop till I can say. Không bao giờ ngừng lại cho đến khi tôi có thể nói I did it. Tôi đã làm được nó rồi. I did it. Đây chính là thì quá khứ nha các bạn ơi. Hiện tại nè.
tương lai nè, quá khứ nè. I did it. Tôi đã làm được. I did it. Rồi các bạn nói đi nào. I can do it. I will do it. I did it. Bài hát này hay không các bạn? Bài hát này nó không biết là các bạn có thấy hay không, nhưng mà chắc chắn là nó ý nghĩa nha. Nó rất là ý nghĩa đó. Rồi, cô mời các bạn quay trở lại với bài học nha. Let's get back to work. Chúng ta sẽ qua bài phần bài tập workbook, sách bài tập các bạn. Các bạn mở sách bài tập lesson 3 cho cô nào. Open your workbook please. Rồi, ở cái phần bài tập này thì các bạn nghe và nối cái ngày với cái bức tranh đúng cho cô nha. Cái ngày với bức tranh đúng. Nghe và nối nào. Listening 18. Listen and draw lines from the day to the correct picture. Last week, Dad showed us photos of the hotel where we will stay. Now we are planning our vacation to the beach. On Monday, we'll go to the shop to buy new swimsuits. On Tuesday, I'll choose what to pack. On Wednesday, I'll start packing. On Friday, we'll be at the beach. We'll come back home from vacation next week. I can't wait. Listening. Have you got your answers? Các bạn có câu trả lời chưa nào? Here is the answer. Đây là câu trả lời nha. Các bạn tham khảo xem. Bạn nào mà nối đúng như trên màn hình là xuất sắc. Now listen again. Nghe lại một lần nữa nào. 18. Listen and draw lines from the day to the correct picture. Last week, Dad showed us photos of the hotel where we will stay. Now we are planning our vacation to the beach. On Monday, we'll go to the shop to buy new swimsuits. On Tuesday, I'll choose what to pack. On Wednesday, I'll start packing. On Friday, we'll be at the beach. We'll come back home from vacation next week. I can't wait. Rồi, lần thứ hai nghe lại thì thấy nó dễ hơn không các bạn? Bây giờ các bạn nghe và đọc theo cái script này cho cô nhé. Cái phần chữ của cái bài nghe đó các bạn ơi. Nhớ là mở miệng đọc to nha. Mở miệng đọc to nào. Listening 18. Listen and draw lines from the day to the correct picture. Last week, Dad showed us photos of the hotel where we will stay. Now we are planning our vacation to the beach. On Monday, we'll go to the shop to buy new swimsuits. On Tuesday, I'll choose what to pack. On Wednesday, I'll start packing. On Friday, we'll be at the beach. We'll come back home from vacation next week.
I can't wait. Rồi, cô dịch cái đoạn này nha. Tuần trước, bố đã cho chúng tôi xem những bức hình về khách sạn nơi mà chúng tôi sẽ ở. Bây giờ, chúng tôi đang lên kế hoạch kỳ nghỉ của chúng tôi đến bãi biển. Vào thứ hai, chúng tôi sẽ đi đến cửa hàng để mua đồ bơi mới. Swimsuits là đồ bơi các bạn ơi. On Tuesday, vào thứ ba, I'll choose what to pack. Tôi sẽ chọn những món đồ nào để đóng gói vào vali. À, để cho vào vali. Vậy thì ở đây chúng ta có từ vựng là choose, là chọn nhé. Và từ pack là đóng gói hành lý đó các bạn. Dồn đồ vào trong vali trước khi đi nghỉ hoặc là đi đâu đó thì chúng ta gọi là pack. À, bỏ đồ đạc của mình vào trong vali. Ba lô. Pack, ok. I'll choose what to pack. Nghĩa là tôi sẽ chọn những món đồ nào mà tôi sẽ cho vào vali. Đấy là như vậy. On Wednesday, I'll start packing. Vào thứ tư, tôi sẽ bắt đầu đóng gói hành lý. À, tôi sẽ bắt đầu đóng gói hành lý. Thứ ba là chỉ có chọn đồ để cho vào vali thôi. Còn thứ tư mới bắt đầu đóng gói, có nghĩa là cho vào trong cái vali. Được chưa? On Friday, we'll be at the beach. Vào thứ sáu, chúng tôi sẽ ở tại bãi biển rồi. À, beach là cái bãi biển đúng không? We'll be at the beach. Chúng tôi sẽ ở tại bãi biển, thì chúng tôi sẽ có mặt tại bãi biển. Ừ, cái bãi biển mà chúng tôi lên kế hoạch để đi nghỉ đó. Cái bãi biển này nè các bạn. À, we'll come back home from vacation next week. Nghĩa là gì? Chúng tôi sẽ quay trở về nhà từ kỳ nghỉ. Có nghĩa là chúng tôi sẽ đi nghỉ về vào tuần sau. We'll come back home from vacation. Các bạn lưu ý nha. Come back home, quay trở về nhà. From vacation, từ cái kỳ nghỉ. À, có nghĩa là đi nghỉ về. We'll come back home from vacation next week. Next week, tuần sau, tuần sau. À, vậy thì tiếng Việt mình nói là chúng tôi sẽ đi nghỉ về. Chúng tôi sẽ đi nghỉ về, nghe có vẻ nó ngắn đúng không? Nhưng mà tiếng Anh là nói chúng phải chuyển tả là we'll come back home from vacation. Các bạn thấy hay không? Nhớ học cái cụm này cho cô nha. Come back home from vacation. Trở về nhà từ cái gì đó. À, vậy thì nếu mà nói trở về nhà từ trường thì nói sao? Có nghĩa là từ trường đi về nhà, đi học về á, thì nói sao các bạn? Các bạn thay cái vacation này nè bằng cái school, trường học là sao? We'll come back home from school. We come back home from school. Được không? Chúng tôi sẽ quay trở về từ Nha Trang. We'll come back home from Nha Trang. Ok? Rồi, câu cuối cùng nha. I can't wait. Tôi không thể chờ được nữa. Ý là đang rất là nôn nóng. I can't wait. I can't wait. Các bạn nói cái câu này cho cô 5 lần đi. I can't wait. I can't wait. I can't wait. I can't wait. Tôi không thể chờ được nữa. Tôi không thể chờ được nữa. I can't wait. Rồi, bây giờ các bạn đã biết một cái câu nói mà rất hay dùng đúng không? Trời ơi, con không thể chờ được nữa rồi. I can't wait. Đúng không? Bây giờ các bạn nghe vừa viết xuống cho cô cái đoạn này nha. Cái đoạn này nó không có dài, nó ngắn thôi. Cho nên là chúng ta chịu khó viết xuống để chúng ta rèn viết nha. Listening 18. Listen and draw lines from the day to the correct picture. Last week, Dad showed us photos of the hotel where we will stay. Now we are planning our vacation to the beach. On Monday, we'll go to the shop to buy new swimsuits. On Tuesday, I'll choose what to pack. On Wednesday, I'll start packing.
On Friday, we'll be at the beach. We'll come back home from vacation next week. I can't wait. Listening 18. Listen and draw lines Rồi, from the day to the correct Nghe picture. Xong lần nữa là chúng ta viết xong luôn đó nha. Last week, Dad showed us photos of the hotel where we will stay. Now we are planning our vacation to the beach. On Monday, we'll go to the shop to buy new swimsuits. On Tuesday, I'll choose what to pack. On Wednesday, I'll start packing. On Friday, we'll be at the beach. We'll come back home from vacation next week. I can't wait. Rồi, chúng ta qua phần tiếp theo. Các bạn, bài tập 2 là làm gì các bạn biết không? Người ta yêu cầu mình viết, write, write. Viết về cái gì nhỉ? Where will you be at these times? Là sao? Bạn sẽ ở đâu vào những lúc này? Ý là như vậy á. Người ta cho mình 4 cái mốc thời gian, đúng không? 4 cái thời điểm là gì? This evening, 4 years, tomorrow, next vacation. Rồi, câu ví dụ đầu tiên nè. This evening, I will be... Cái gì đó các bạn ghi ra cho cô nha. Tối nay tôi sẽ ở tại đâu đó ghi ra. À, ví dụ, tối nay chúng tôi sẽ ở trung tâm tiếng Anh Huy Linh chẳng hạn thì nói sao? À, tối nay các bạn đi học tiếng Anh ở Huy Linh thì các bạn sẽ nói sao? This evening, I will be at Huy Linh English. Đúng không? Tại vì người ta hỏi mình là cái gì? Người ta hỏi mình là where, là ở đâu mà. Thì mình trả lời cái nơi đó thôi. Đúng không? Where? Where will you be? Where will you be? Bạn sẽ ở đâu? Where will you be? Nhớ nha. Where will you be? Where will you be? Bạn sẽ ở đâu? Vậy thì hỏi ở đâu thì mình trả lời cái nơi đó thôi. I will be at Huy Linh English this evening. Rồi các bạn lưu ý nha, nếu mà các bạn để cái cụm this evening ở phía sau á, ở phía sau cùng thì các bạn sẽ không có dấu phẩy nhé. Chúng ta chỉ cần nói là I will be at Huy Linh English at this evening là được rồi. Nhưng mà nếu mà cái cụm this evening mà nó ở đầu câu á, thì ở đây chúng ta phải có dấu phẩy nè các bạn ơi. This evening, I will be at Huy Linh English. Rồi, câu số 2, 4 years là 4 năm đúng không? Vậy ý là người ta sẽ hỏi mình là mình sẽ ở đâu trong 4 năm nữa đó các bạn ơi. Trong 4 năm tới bạn sẽ ở đâu? Vậy thì where will you be in 4 years? Cô nói lại nhé. Where will you be in 4 years? Bạn sẽ ở đâu trong 4 năm nữa? Rồi, vậy câu này các bạn trả lời sao? Các bạn trả lời sao đây? I will be in
The USA, ví dụ như vậy ha. À, bạn nào mà đang lên kế hoạch để đi du học Mỹ thì có thể là 4 năm nữa chúng ta sẽ đi du học Mỹ chẳng hạn, hoặc là 4 năm nữa chúng ta sẽ đi định cư ở Mỹ cùng với gia đình chẳng hạn, thì các bạn nói là I will be in the USA in 4 years. À, trong 4 năm tới tôi sẽ đang ở Mỹ rồi. Ừ, tôi sẽ đang ở Mỹ. Được chưa? Will be in the USA in 4 years. Rồi. Tương lai gần hơn này các bạn ơi. Tomorrow, tomorrow, ngày mai. Tomorrow, ngày mai thì nói sao? Tôi sẽ ở trường đúng không? Tôi sẽ ở trường thì nói sao? Ngày mai là đi học rồi, phát cặp đi học chứ. I will be at school. Tôi sẽ ở trường tomorrow. Nhớ, tomorrow thì không có giới từ đi kèm. Được chưa? I will be at school tomorrow. I will be at school tomorrow. Các bạn có thể làm theo ý của mình nha. Cái này là cô cho câu trả lời gợi ý thôi. Còn các bạn thích ở đâu thì các bạn cứ ghi vào. Ừ. Rồi, next vacation là kỳ nghỉ tiếp theo. Kỳ nghỉ tới. Kỳ nghỉ tới thì các bạn sẽ ở đâu các bạn? Ví dụ như bây giờ chúng ta có kế hoạch là hè này chúng ta sẽ đi Nha Trang chẳng hạn, hoặc là đi Đà Lạt đúng không? Thì các bạn sẽ nói là I will be in Nha Trang. Thành phố thì chúng ta dùng giới từ in nha các bạn ơi. I will be in Nha Trang City. Next vacation. À, kỳ nghỉ tới. Được chưa? Đà Lạt, Phú Quốc, Vũng Tàu gì đó tùy các bạn nhé. I will be in Nha Trang City next vacation. Chuột. Chuột. 100k. Gấu ơi, mở máy cho anh Quốc. Mở trước rồi đăng em. Mở trước rồi đăng. Nào, đọc lại theo cô nào. This evening, I will be at Huylin English. In 4 years, I will be in the USA. I will be in the USA in 4 years. I will be at school tomorrow. I will be at school tomorrow. Tomorrow, I will be at school. I will be in Nha Trang City next vacation. I will be in Nha Trang City next vacation. Rồi các bạn nhanh tay viết xuống nhé. Now, lesson 4, bài số 4 nha. Bài tập workbook của lesson 4 chúng ta có nhiêu đây thôi, không có nhiều dễ đúng không các bạn? Rồi, các bạn nghe và khoanh tròn. Circle the Listening correct 19. spelling. Khoanh tròn nào. Listen. Circle the correct spelling. 1. Jigsaw. Jigsaw là chữ AW đúng không? Jigsaw. Jigsaw. 2. Paw. Paw. 3. August. August. 4. Sauce.
sauce. 5. Straw. Straw. Listening 19. Listen. Circle the correct spelling. 1. Jigsaw. Jigsaw. 2. Paw. Paw. 3. August. August. 4. Sauce. Sauce. 5. Straw. Straw. Listening 19. Listen. Circle the correct spelling. 1. Jigsaw. Jigsaw là cái chữ âm này đúng không các Jigsaw. Bạn? Jigsaw. A W đúng không? A W. 2. Paw. Paw. Paw cũng là cái paw. Viết này đúng không? Paw P A W. P A W. 3. August. August, tháng 8 đây các bạn thấy không? Nhìn đây thấy rồi. August. August. 4. Sauce. Sauce. Các bạn có nhớ cách ghi cái chữ sốt không các bạn? Sauce không? Sauce. Sauce là ghi như chữ S A U T E, right? Straw. Straw, ống hút. Ống hút. Straw. Straw. Listening 19. Listen. Circle the correct spelling. Rồi, bạn nào quên cái cách viết của những cái từ này thì các bạn mở sách student book ra xem lại giùm cô nha. Mà cô nghĩ là các bạn đã biết hết rồi, không có bạn nào quên hết. Đây, ở phía dưới này cũng có 4 từ sẵn nè các bạn ơi. Rồi, giờ chúng ta sẽ sao? Tạo câu mà dùng những cái từ được cho này. Có nghĩa là người ta cho mình từ này và bắt mình đặt câu có cái từ đó đúng không? Vậy thì các bạn đặt câu đi nào. Đặt câu sauce là sốt đúng không? Vậy thì các bạn nói sao? Các bạn tạo một cái câu gì mà có cái từ sốt ở trong này nhỉ? I usually. Các bạn tự tạo câu nha. Còn này cô gợi ý thôi nè. Các bạn có thể tạo câu là đơn giản nhất là cứ I like là xong. I like sauce. À, hoặc là tôi thích ăn sốt. Tôi thích ăn sốt cà chua. À, tôi thích ăn sốt cà chua nói sao các bạn? I usually have. Đây là cái câu này của cô nha. Cái câu của cô sẽ nói là tôi thường ăn mì mì ống với sốt hào chẳng hạn, thì cô sẽ nói là I usually have. Spaghetti. À, tôi thường ăn mì ống đúng không? I usually have spaghetti with oyster sauce. À, với sốt hào. Được chưa? Tôi thường ăn mì ống với sốt hào. I usually have spaghetti with oyster. Spaghetti, các bạn ghi hai chữ T cho cô nha. Nó là có hai chữ T là không phải một chữ T đâu. I usually have spaghetti with oyster sauce. Rồi, cô sửa lại nha. Đó, spaghetti ghi vậy mới đúng các bạn ơi. Còn nếu mà các bạn muốn là tạo câu ngắn hơn và đơn giản hơn thì các bạn có thể nói là I like eating. Tôi thích
ăn sốt cà chua đúng không? Các bạn hay ăn xúc xích với sốt cà chua đúng không? À, I like eating sausage. I like eating sausages with tomato sauce. À, thấy dễ không các bạn? Dễ không? Dễ không? Câu này chắc nhiều bạn làm được thôi. Có gì đâu mà khó đúng không nào? I like eating sausages with tomato sauce. Tôi thích ăn xúc xích với sốt cà chua. Sốt cà chua hay còn gọi là tương cà đó các bạn. À, có thấy các bạn, nhiều bạn thích ăn tương cà lắm. Ăn với xúc xích mì Ý gì đó. Rồi, jigsaw. Jigsaw là cái... cái bảng mà để ghép đúng không? Ghép hình đúng không? Trò chơi ráp hình đó, đúng không? Vậy thì tôi thích chơi trò chơi ráp hình. Câu này là dễ nhất luôn. Tôi thích chơi trò ráp hình. I like playing jigsaw. Tôi thích chơi ráp hình. Hoặc là mẹ tôi mua cho tôi một bộ trò chơi ráp hình. À, my mom buys me. À, mẹ tôi là chủ ngữ suýt nên là động từ buy phải thêm s. Còn nếu không thì các bạn không chia hiện tại đơn thì các bạn chia quá khứ đi ha. Bought. My mom bought me a jigsaw. À. Mẹ tôi mua cho tôi một một bộ ráp hình. My mom bought me a jigsaw. Được chưa? Straw là ống hút đúng không? Thì các bạn dùng lại luôn cái câu là tôi uống nước bằng ống hút luôn. I have a drink with a straw. Tôi uống nước với ống hút. Có nghĩa là tôi uống nước bằng ống hút. I have a drink with a straw. August. Tháng 8 hả? Tháng 8 thì các bạn nói sao? Trung thu thì vào tháng 8 thì các bạn nói sao các bạn? Mid autumn. Mid autumn là trung thu á các bạn. Mid autumn is in August. Trung thu thì vào tháng 8. Hoặc là sinh nhật của tôi vào tháng 8. My birthday is in August. Ví dụ như vậy. Hoặc là tôi sẽ đi nghỉ vào tháng 8. Tùy các bạn nha. I will be on vacation in August. Ví dụ như vậy. Nhiều cách để tạo câu với những từ được cho này lắm các bạn ơi. Chứ đừng có lúc nào cũng I like thì nghe nó kỳ lắm nha. Nghe nó dở lắm. Không có thể hiện được trình độ tiếng Anh siêu đẳng của mình. Rồi, đọc lại theo cô nào. Repeat after me, please. I usually have spaghetti with oyster sauce. I usually have spaghetti. Spaghetti, spaghetti, spaghetti. Đọc cái từ này hơi khó nè. Spaghetti, spaghetti. I usually have spaghetti with oyster sauce. I like eating sausages with tomato sauce. I like playing jigsaw. My mom bought me a jigsaw. I have a drink with a straw. Mid-autumn is in August. My birthday is in August. I will be on vacation in August. Các bạn có thể thay cái từ be này nè bằng cái từ go cũng được. Cái từ be này các bạn có thể thay thế bằng từ go được luôn nha. I will go on vacation. I will go on vacation in August.
Ok, cũng đúng. I will be on vacation in August. Cũng được luôn. Hai câu này bằng nghĩa nhau các bạn. Rồi, bạn nào chưa viết kịp thì chúng ta nhanh tay nha. Quan trọng là chúng ta phải nói được chắc chắn viết được. Còn ngồi suy nghĩ một thời gian cũng có thể viết được đấy, nhưng mà lúc nói không nói được thì cũng không hay một tẹo nào, đúng không nào? Rồi, các bạn nhớ dành thời gian luyện nói nhé. Cô nhắc lại, nói được sẽ viết được, còn viết được chưa chắc nói được các bạn ạ. Ok, so that's enough for today. Thank you for your hard work and goodbye. Hẹn gặp các bạn trong những bài học tiếp theo nha. Bye bye.